Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương Phật pháp thắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tử thánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật. Nam Mô Đề Kiên Cố Chi Du Học Hướng Bền Xa Bể Cầu Vượt Lê Sóng Tay Về Bờ Giang. Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đồng Ba Phượng Vô Thượng Ba Cõi Chẳng Ai Bằng, thầy dạy khắp trời người cho lòng chung bốn loài, khi cho được niệm nước giải nghiệp ba kỷ chung dương được nữ tiếp cầm đồng vận Phật chúng sanh đánh đường dẫm lặng đạo cảm thâm không thể nghĩ bàn. Lưới lê sầu vĩ đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện vì chí tầm đảnh lễ nam mô tận hư không diễn pháp rơi qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền đánh tăng thường chủ tam bảo. Chí tầm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thủ sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, đỉnh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi quán thế âm Bồ Tát, đại thế chỉ Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Lữ hương xả nhiệt pháp giới đồng môn chư Phật tại hội tất siêu văn thì sức quyết tưởng vân thành lý mừng ơn chư Phật. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, 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 nam mô tám nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Mâu Ni Phật. Đốt nén tâm nguyện trước Phật tại hữu thần dân trọng đức như lai, cầu xin nhân loại lên bờ ra hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm nguyện hướng đức Thích Ca một lòng dùng tất xúc ma thầm giúp cho người tụng pháp hòa chú đại bi nam mô đại bi hội đồng bằng bồ tát, nam mô đại bi hội đồng bằng bồ tát, nam mô đại bi hội đồng phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đại đà la ni. Nam mô Hắc già đã già đã già đã già đã già đã già, nam mô A Di Đà và Lô Kết Đế Thất Ba già già tất cả Bồ Đề Đà Đà Ma Ni Ca già đáp đàn đa phật đề số đa nào đó tỏ. Nam mô Tất Kết Lập Bảy Mâm A Di Đà và Lô Kết Đế Thất Bà Ta Lâm Bần Đà. Nam mô Na La Cầm Na Bần Đà Sa Mến Tất Bà Na Sa Lâu Thâu Bà Na Thiện Tất Bà Tất Bà Na Ma Bà Ta Ma Bà Ta Bà Ta Thiện Bồ Đề Đồ Bà Đế Bà Đà Đế Thì Hê Thì Ma Ha Bồ Đề Tất Bà Tất Bà Ma Ha Ma Ha Ma Hê Ma Hê Thì Đà Nam mô
xin mời thỉnh bà bề bào của cõi trời các vị chư thiên và quyến thuộc các vị chư thiên, các vị thiên ma ma vương thiên địa quỷ thần, các vị hãy lắng nghe tôi đây tu học mật đạo nương tựa Phật Đà, rời bỏ vô minh sinh đồng sanh về cảnh giới Tây Phương hưởng linh thất tổ kỷ huyền bách gia trăm họ muốn khắc họ muốn bàn họ muốn như họ muốn nào vừa trường họ vũ họ và họ chùa trần họ cấn họ đằng họ giãn họ đoàn họ đi ngộ lê họ hà họ cao họ tiểu khẩn đố họ trừ họ cùng họ mất họ thi họ trừ họ bó họ lưu bách gia trăm họ tiền chủ hậu chủ các vị hưởng linh, các vị hãy lắng nghe tôi đây. Người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngay ngắn chỉnh tề chỉ mi lễ mão y phục chắp tay cúi đầu đảnh lễ nam mô cầu sa môi từ phụ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc. Nam mô cầu sa môi từ phụ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc. Nam mô cầu sa môi từ phụ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc, vãng sinh tịnh độ thần đó. Nam mô a di đà a la 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 di đà la di đô a di a di la na la di a di a la na a di la di a la na di di a la na di di ta ba a nam mô a di đà la 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 di a di di đô a di a di di ta lân na ma di a di di ta di ca na ni a di di ta di ca na na ta di ta na di ta ca le ta ba a nam mô a di đà la 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 ta di đà la di di đô a di a di di ta lân na ma di a di ca la ni a di di ta di ca na na ta di di ta ta na di ta ca le ta ba a nam di đà la 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 ta 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 di đà la di di đô a di a di di ta lân na ma di a ta di ca la ni a di ta di ca na na ta di di ta ta na di ta ca le ta ba a. Tán phẩm A Di Đà Phật, A Di Đà thân kim sắc tôn tốt quang minh tử thăng nghiêm năm tu duy hiển trên mai nhạc lần mắt bên trầm hà quang áp bồ số phật bồ số bồ tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sinh chín phần thanh bản lên giải thoát vì mạng thế A Di Đà Phật ở phương tây thế giới hàng ngày quang quán sinh cuối sinh đức tử bi tiết độ. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Các vị hãy lắng nghe tôi đây, chắp tay cúi đầu niệm hồng danh Đức Phật Di Đà, lạy Phật Di Đà tử bi tiếp dẫn chúng con về cảnh giới Tây Phương, lạy ngài Quán Âm gia hộ, lạy ngài Đại Thế Chí tiếp xuất ca. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đầm đảnh lễ Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Chi Bồ Tát. Di Đàm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảnh bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảnh bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi linh cảnh bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Di Đàm đảnh lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Chung Bồ Tát. Năm điều quán tưởng Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh khỏi lúc qua cành tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào khỏi đặng an mạnh lành. Ta đây nên dẫn dành, thế nào tránh khỏi tử sinh đến kỳ. Ta đây phải phần đề nhân vật quý mến, ta đi biệt mài, ta đi với nghiệp của ta, cho dù tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo. Điều thầy có rõ ràng bát nhã ba la mật cao tâm kinh quán tự tại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật cao thời trước biết ngũ uẩn quay thông được tự tâm bát thể và mật bát thể sát sát tu thể không ngôn bát thể sát vào ngày nước đẹp
tử quy Phật đường nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng bồ thượng tử quy Phật đường nguyện chúng sinh trong các bình đẳng trí huệ như hải tử quy tăng đường nguyện chúng sinh trong đây là chúng tất thảy vô ngại quả nam đến chúng nguyện trí thử công đớ phổ cập ơn nhất thiết sinh giai cộng thành Phật đạo A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật à lạy Phật Pháp Tăng ạ à.